Học viện Liên Quân tập 53. Thưa Ngôn thiếu gia, đây là tất cả lễ phục sang trọng nhất có ở đây. Đây mà cũng gọi là lễ phục đẹp nhất sao? Mau đi tìm cái khác đến đây đi. Tôi muốn lễ phục phải thật ấn tượng. Ngôn thiếu gia, đây là tất cả rồi. Mau gọi Vittorino đến đây. 5 phút sau. Thiếu gia, nhà thiết kế đã đến rồi ạ. Trời đất ơi, tôi là nhà thiết kế nổi tiếng chứ không phải là con sen của mấy người đâu nha. 1. Là trong vòng 10 phút cô phải chuẩn bị cho anh Tê lễ phục mới. 2. Là từ ngày mai khỏi cần đến Garena để làm. Cuốn gói xuống đáy xã hội mà sống. Được rồi, được rồi. Tôi thiết kế lễ phục là được chứ gì. Nhưng mà tôi nói trước ngang, đồ tôi thiết kế là đồ đôi đó, phải cần có bạn nam mặc cùng mới được. Giờ ai mặc ta? Hay là để tôi... Ui da, Ngôn thiếu gia, sao cậu nhéo tôi vậy? Tôi nhéo cậu hồi nào hả? Hay là để bộ đồ này cho Ngôn thiếu gia mặc đi. Tôi thấy Ngôn thiếu gia phù hợp nhất đó. Tôi không mặc mấy kiểu đồ như thế này đâu. Thật là ngớ ngẩn. Thôi mà Ngôn thiếu, đây là thiết kế mới của tập đoàn chúng ta mà. Sẵn đây cậu quảng bá cho thiết kế mới luôn. Bộ cậu quên là những thứ cậu mặc cho dù là nùi dẻ cũng trở nên viral khắp nơi sao? Ây, được rồi, coi như là vì tập đoàn, chứ không phải tôi ham hố mặc đồ đôi với cô bé này đâu nha. Dạ dạ dạ, tôi hiểu Ngôn thiếu gia mà. Trời, chủ tớ mấy người sao hay ra dẻ quá. Get ready. Minions will be deployed in 5 seconds. Chào mừng đến bình nguyên vô tận. Wow, đẹp quá hả? Đẹp đẹp. Đẹp đôi quá. Lần đầu tôi thấy thiết kế lạ mắt như vậy đó. Trời, ganh tị với nó quá à. Mọi người ổn định chỗ ngồi. Chúng ta chuẩn bị xuất phát về nhà. Theo như nguyện vọng của các em thì anh đã đổi tài xế xe mới rồi. Yeah! Vậy là chuyến xe này yên bình rồi. Đây là tài xế mới, chú Tachi. Yeah! Chú này là tao ưng á. Tay chân lành lặn. Mọi người thắt dây an toàn vô nhá. Xe chuẩn bị xuất phát đấy. Ủa, có gì đó sai sai? Ừ, ta cũng thấy có cái gì đó kỳ kỳ á. Ta cũng thấy vậy á, mà chưa nghĩ ra là cái gì nè. Cái gì ta? Tự nhiên không nhớ ra vậy ta? Ông tài xế bị mù chứ gì, phải không? Ờ ha, vậy mà không nhớ. Mày nói cái gì? Tao nói là bác tài bị mù. Sao nãy giờ không nói? Có ai hỏi đâu mà nói. Ôi, dừng xe, cho tụi tôi xuống xe. Trời. Dừng xe á? Đợi xíu, để tôi mò coi cái thắng xe nó nằm ở đâu. Sáng hôm sau, trước cổng nhà Alice. Ủa, về rồi hả con gái? Sao mặt mũi trông bơ phờ với con? Mẹ phụ chú tài xế mang hành lý vô giúp con đi nha. Ờ, thế để mẹ vô thay đồ đấy nhá. Mặc bộ đồ này ngại quá. Trời ơi, mẹ khỏi thay đi. Chú tài xế này bị mù mà, không có nhìn thấy mẹ mặc bikini đâu mà sợ. Đâu? Ngày hôm sau, Ngôn ra. Cái gì? Sao lại để chuyện này xảy ra hả? Tôi không chấp nhận một đứa có gia cảnh như vậy làm bạn gái con tôi đâu. Quản gia Ly, mau đưa con bé ra đến đây gặp tôi. Vâng, thưa bà chủ. Cô chính là bạn gái của con trai tôi. Dạ. Đĩa mà đòi đeo chân hạc sao? Tính lợi dụng tình cảm của con trai tôi để trèo vào cửa nhà hào môn à? Cháu không có ý đó. Nói, cô cần bao nhiêu tiền để rời xa con trai tôi? Nói đi, bao nhiêu tôi cũng cho cô. Thứ mà Ngôn gia chúng tôi không thiếu nhất chính là tiền. 5 triệu, 400 triệu hay là 1 tỷ? 185 tỷ. 185 tỷ? Vậy thì cô và nó kết hôn luôn đi.